Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất là thú vị đối với con. Như vậy, Phần gì vậy cô? Hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần game, game nghe nhạc. Chúc chúng ta đã vừa được học về cái chủ đề về nhạc cụ đúng không? Đó, thì không biết là con đã chơi cái game đào vàng này chưa? Con chơi rồi cô ạ, nhưng mà gấp toàn gấp trượt thôi. À thế à? Ừ, thế hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi đào vàng này nhé. Xem mình có gấp được những cái phần quà, phần thưởng lớn không nhé. Được không? Vâng. Ok, rồi. Bây giờ thì con hãy chọn một cái đồ vật bất kỳ nữa con muốn gấp nào. Túi Đầu tiên tiền hay là vàng? con chọn cái túi tiền đi. Túi tiền đi, ok. Túi tiền thì sẽ nhiều bí ẩn đấy. Ok, what can they play? They can play the drums. Okay, can you say that again? They can play drums. They can play drums. Okay. Drums là chơi gì đấy nhỉ? Là đánh trống của ạ. Đúng rồi. Thế còn play keyboard. Keyboard là gì? Keyboard là con quên, con vừa không nhớ là gì ạ cô? Keyboard là cái đàn organ ấy, con có biết không? Con có biết À, cái đàn organ không? vâng, con biết ạ. Đó, thì đó là ok. Let me check. Ok, wow, để xem là chúng ta gấp được gì nhá. Wow, 500 Thế không biết đá kia được cái gì không cô nhỉ? luôn. Ok. Thế mình thử gấp cục đá Thử xem là được bao nhiêu tiền nhá. luôn. Ok. Which instrument can she play? Take a look to the She can picture. play Guitar, guitar. guitar. Okay, can you say that again? She can play the guitar. She can play the guitar. Yes. Con thấy chị And con chơi cái này quá nên là con biết à cái thế này. à? Thế con đã chơi bao giờ chưa? Con chưa, con chỉ thấy chị con chơi thôi. Ừ, thế thì bao giờ mình sẽ thử tập chơi nhé. Vâng. Ok. Thế bây giờ phần thưởng là cái gì cô? Để mình xem nào. Ok. Xem người ta kéo lên là cái gì nào. Wow, 70 đô lận. 70 tiền đó. Mấy Rồi. tiền? Vâng, Nào, con chọn tiếp đi. con chọn kim cương ạ. Kim cương à? Kim cương nào? Có 3 cục ở đây lận. Con chọn cái bên trái, cái ở ngoài. Đây đúng không? Đúng không? Ok. Rồi. She can play the piano, but she can't sing very well. Take a look to the picture. False. True, false. 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 Nếu là false thì mình phải sửa lại câu này như thế nào nhỉ? She can play the piano and but she can't sing very well. Good job, chính xác rồi. Ok, mình sẽ check nha. Đúng rồi. Ok, xem mình kéo được lên bao nhiêu tiền nào. Wow, 100. Thế Tiếp thì tục quá được bao chi. nhiêu tiền rồi cô? Xem ở đâu à? Cái này chốc nữa cô sẽ tổng hợp lại cho con nhá. Được Vâng. không? Được Rồi, ạ. ok. 100, thế thì kim cương này hơi ít đúng không? Thế con chọn vàng to cho nó nhiều đi cô ạ. Ok. Ok, mình chọn vàng to xem được bao nhiêu tiền Vâng. nhá. Vâng. He play violin? Yes, it can. Violin là đàn gì con biết không? À, cái violon đúng không cô? Thế thì tiếng Việt nó còn có một cái tên nữa cơ. Không phải còn ngoài ra cái từ violon cơ. Con Đàn không gì biết. nhỉ? Con không biết ạ. Cô Đàn là cái gì ạ? vĩ cầm. À, đàn vị Đó. con có Ok nghe chưa? không? Biết cô ạ. Đó. Giờ con mới Con biết. đã bao giờ được đánh đàn này bao giờ ngoài đời chưa?
con chưa, con ngồi xem trên TV thôi. Ok, rồi. Good job. Rồi, xem bao nhiêu tiền nhá. Có vẻ to. Wow, 800. Quá là siêu luôn rồi. Ok, tiếp nào. Con chọn vàng tiếp cho nhiều ạ. Kim cương hơi ít. Kim cương hơi ít đúng không? Can he play the saxophone? Cô ơi, cái hình này là saxophone mà cô. Con thử đoán xem. Con thử đoán xem có phải là cái kèn này là saxophone không? Yes, he can. Ok, chúng ta cùng xem thử nhé. Chính xác luôn, đây chính là kèn saxophone, được chưa? Vâng. Rồi, ok. 80 thôi. Wow. Thế thì chọn kim cương. Kim cương à? Nào, kim cương nào nào? Kim cương ngoài cùng ạ. Is she singing a song? Yes, she is. Okay. Can you sing a song? No. Con không biết hát. Tại sao? Thì hát không hay nên không biết hát. Thế ở trường con có tham gia văn nghệ không? Không ạ, con chỉ đi múa thôi. À thế à, chỉ đi múa thôi à? Ok, thế hôm nào cô với chồng, cô với con sẽ luyện hát một bài tiếng Anh được không? Được, bọn con thích hát tiếng Anh, con thích hát lắm nhưng mà không biết hát là cô dạy con một bài tiếng Anh. Ok, hôm nào chúng ta sẽ cùng nhau học một bài hát bằng tiếng Anh nhé. Vâng. Cô có biết hát không? Cô biết hát một chút chút thôi. Nếu nào cô dạy cô. Ok. Rồi, ok, xem được bao nhiêu tiền nhá. 1.000. Wow. 1.000 tiền luôn. Thế con chọn nhiều luôn. Con chọn kim cương tiếp hả? Biết đâu đá lại bất ngờ. Thôi chọn kim cương trước đi gọi. Kim cương nhá. What can Alex play? Saxophone là cái kèn gì nhỉ? Saxophone vừa nãy rồi thì nên bảo con chọn là he can play cái này con không biết đọc ạ, cái từ bên này. He can play the clarinet. Clarinet. Yes. He can play the clarinet. He can play the clarinet. Okay, good job. Là kèn gì ạ cô? Cái kèn này cũng không có tiếng Việt con ạ, chỉ có biết là cái kèn clarinet này thôi. Đấy, chỉ ở trong cái hình ấy, con nhìn thấy trong cái hình chưa? Này nó cũng dài dài kiểu này này. Còn saxophone là nó rất là to đúng không? Nó có một cái ống nó sẽ cong lên, còn cái này nó rất là thẳng. Đó. Ok, good job. It's correct. Rồi, xem bao nhiêu tiền nhá. Vâng. 500. Ok. Có một kim cương to mà bằng nhau mà nó lại tiền khác nhau hả cô? Hình thế nhưng mà nó ví dụ nó ẩn chứa là loại kim cương quý hơn thì sao? Đúng không? Vâng. Đó. Còn cái hình ngoài giống. Ok, còn cục đá xem là như thế nào nhá. Vâng. What can Alice play? She can play. Con chọn cái đầu tiên nhưng mà con không biết đọc. Cô hả? Flute. Flute. Okay. Can you say that again? She can play flute. She can play flute. Thế còn cái câu bên cạnh mình đọc là gì nhỉ? She can play trumpet. Trumpet. Ok. She can play trumpet. Ok, thế con chọn đáp án nào nhỉ? Con chọn she can play flute. Flute? Yes. Flute là cái gì đây? Là cây sáo á. Đúng rồi, ok. Thế cô ơi, còn cái trumpet là cái gì ạ?
À, trumpet là cái kèn ấy con. Vâng. 40 rồi, ok. Rồi, ok. Thì mình đã đáo hết tất cả vật phẩm ở đây rồi đúng không? Vâng, đáo Đáo hết hết thì đấy là trò chơi của chúng ta và chúng ta đã ôn lại được một số cái từ vựng chúng ta vừa học cũng như là các cấu trúc, ví dụ là gì ạ? Tôi có thể hát thì mình nói là gì nhỉ? I can sing. Ok, thế tôi có thể chơi violon thì mình nói thế nào? I can play the violin. 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 Ok, can you say that again? I can play violin. Ok, rồi. Thế ví dụ mình muốn hỏi là loại nhạc cụ nào bạn bạn biết chơi loại nhạc cụ nào thì mình hỏi thế nào nhỉ? Which instrument? Which instrument do you like? Do you play? Okay. Which instrument do you play? Which instrument do you play? Chính xác. Okay, được chưa? Thế là mình đã học lại những cấu trúc, ok chưa? Ok rồi các bạn. Rồi, thì toàn bộ phần thưởng của các bạn, ok, để cô xem là bao nhiêu tiền nhá. Vâng. Trả lời đúng hết đúng không? Không sai câu nào đúng không? Không sai câu nào. Giỏi quá rồi, ok, mình thử cộng số tiền ở đây xem nào. Mình thử tự cộng xem nào. 1.000 này, 2.000 này. 3.000, hơn 3.000 tiền cô ạ. Ok, ước gì mà đây là tiền thật ha, đúng không? Vâng. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua phần học tiếp theo nhé. Vâng ạ. Ok, cắt tắt máy.